Vâng, xin chào tất cả các anh em. Ngày hôm nay thì em có thời gian em sẽ làm một cái video để giới thiệu đến tất cả anh em những cái dòng mà vang và làm sao để cho mình hát karaoke nó hay được, anh em nhé. Trong đó thì rất nhiều anh em thời điểm vừa rồi cũng mua dàn karaoke của em và lại sử dụng vang cơ. Em thì đặc biệt là gần như là không bán vang cơ nhưng có một số anh em thì yêu cầu là tôi thích vang cơ và em chiều thôi. Ở khi mà quý khách yêu cầu thì tất nhiên là người phục vụ sẽ sẵn sẵn lòng khi mà người ta tư vấn cho quý khách mà quý khách không nghe đúng không ạ thì tất nhiên là phải chiều theo quý khách thôi à, nhưng để nói một điều mà các anh em cần phải lưu ý đó là vang số là thiết bị số 1 cho dàn karaoke anh em nhé thế nhưng mà ngược lại thì nó một có một cái nhược điểm tham vang số nó có cái nhược điểm thế này anh em này một cái nhược điểm đầu tiên mà anh em sẽ gặp đó là nhược điểm giá nó cao <laughs> chắc chắn là anh em sẽ lắc đầu, ôi con bàn cơ có hơn triệu, thậm chí tôi mua con bàn cơ có mấy trăm nghìn, ok, nó rẻ, nó rẻ thì làm đồng nghĩa nó không hay, và đồng hay không hay và đặc biệt thì hát và sử dụng thì gần như nó cũng không có giá trị sử dụng, Đấy. gọi là nghe được hát được thôi. Đấy. ở đây thì hiện tại em có 3 mẫu vang số cao cấp đến từ thương hiệu New sâu và thương hiệu av. Ờ, hiện tại thì trong nhà đâu đó nó có tầm khoảng 7 đến 8 mẫu vang số Đấy. của các hãng. Thế nhưng mà hôm nay thì tạm thời em đưa lên ba cái mẫu chủ đạo để cho anh em tham khảo anh em có thể lựa chọn cho mình thay thế cho mình vào những cái lắp thêm vào âm ly này lắp thêm vào những cái dàn karaoke sử dụng văn cơ này thì thay thế nó bằng văng số đi ngoài các nhược điểm đắt tiền ra thì chả có cái nhược điểm nào của văng số cả so với văn cơ anh em nhé thực ra thì để mà tâm sự với anh em thì nó rất là dài dòng thế nhưng mà thôi đi vào cái vấn đề đi Tâm sự dài quá anh em nghe nhiều lướt thướt mệt đúng không ạ? Đầu tiên là con vang số S750 của New Soul hàng một trong thương hiệu của Mỹ sản xuất tại thị trường Trung Quốc. Và anh em đừng bao giờ hỏi em sản xuất ở đâu với thị trường âm thanh bây giờ nhá. Đây là hình thức mặt sau. Rất nhiều anh em cứ nhắn tin hỏi sản xuất đâu. Nhất là loa. Xuất xứ ở đâu? Xuất xứ ở Trung Quốc. Có xuất xứ ở đâu? Và khi em bảo là xuất xứ ở Trung Quốc thì lập tức quay đi ngay. Và kết cục là mua được loa Mỹ nhưng mà nó đóng ở Việt Nam và phun khói Ok quá là đẳng cấp luôn đấy, đấy là một cái kết rất là đẹp đặc biệt luôn à, đây anh em còn vang số S750 của New Soul con này rất hay mà giá rất là tốt với mức giá 3 triệu 500 nghìn đồng thì em khẳng định với anh em là trên thị trường anh em chả sở hữu được con vang số nào thấp nhất cũng là một con vang số thì nó cũng phải 3 triệu 500 nghìn đồng còn những cái dòng vang số không tên không tuổi tầm khoảng 2 triệu hơn 2 triệu thì khuyên thật anh em là anh em tiếc rẻ thì mua còn không thì không nên mua đấy nhá. Con này thì đầy đủ cổng quang và Bluetooth lưu lưu chỉnh tay con này là 8 chương trình. Gọi nhanh 4 chương trình. Chỉnh tay full chức năng anh em nhé. Đầy đủ các cổng kết nối cho anh em. Đầy đủ các cổng kết nối cổng quang, bộ Bluetooth, đồng trục. Đấy. Riêng dòng TV Trung Quốc Xiaomi mi, một số dòng Trung Quốc thì anh em bắt buộc phải dùng cái cổng này. Cổng này nó rất là lợi hại. Đấy. Thì không phải chuyển đổi gì hết nhá. Cắm một phát thằng Trung Quốc bắt buộc phải dùng cổng này. Nó không cho cổng quang. Đấy. Đây là con S750 của New Soul Một trong thương hiệu của Mỹ sản xuất tại thị trường Trung Quốc Và em nhắc lại là tất cả đồ âm thanh bây giờ Đến 99% sản xuất ở Trung Quốc anh em nhé Rất nhiều những dòng Mà bây giờ anh em đi mua loa nhé Mua các sản phẩm Mà anh em cứ xính với cái đòi là sản xuất Tại Mỹ Thì đến 99% anh em sẽ ăn loa hun khói Nhắc để anh em biết Hiện tại bây giờ rất nhiều bây đơn vị Đang bán loa hun khói made in USA Mà anh em đang mua rất là nhiều Rất là hào hứng mua về cứ bảo loa Mỹ. Loa đấy chỉ 5 triệu đồng thôi. Đây anh em này, con tiếp theo là con S650 Plus cũng của New Soul. Anh em có thể check mã code mã vạch, kiểm tra thông tin sản phẩm đầy đủ trên trang web của công ty. Con này thì đẳng cấp hơn và con này em đang bán giá cực kỳ tốt cho anh em. Có 4 triệu đồng. Đầy đủ, con này thì chạy hai đường, con này cũng chạy hai đường mic riêng biệt này nhá. Quên chưa thông báo cho anh em. Con này thì cũng chạy hai đường mic riêng biệt và bốn cổng vào mic đầy đủ các cổng ra hỗ trợ thêm cổng ra bằng hoa sen đầy đủ các tính năng cổng quang bluetooth Wi-Fi con này thì lưu chỉnh tay 16 chương trình full chức năng một chứng dòng vang số full chức năng tất cả những dòng vang số như dòng x thì thường là anh em quảng cáo là full chức năng nhưng thực tế dòng x cũng không phải là full chức năng nó chỉ được 90% thôi đến bản thân em đi chỉnh tay trong dòng x em còn không chỉnh được full chức năng nữa nó các bác bởi vì nó cho can thiệp đến 90% thôi còn con này thì can thiệp đến 100% không lệch một ly nào nhé. Con này thì full chức năng thực sự. Đấy. Một trong dòng vang số full chức năng hiện nay duy nhất. Và đặc biệt sao ạ? Con này là một trong những con vang số duy nhất trên thị trường hiện nay là chạy hai phần mềm riêng biệt. Rất hữu hữu, hữu ích cho anh em thợ nhé. Anh em thợ làm con vang số này thì cực kỳ là dễ chịu. Đấy. Một mình nó chạy hai phần mềm, hai phần mềm chuyên nghiệp chứ không hai phần mềm vẩn đâu. Tất cả thì đều có điều khiển kèm theo anh em nhé. Đấy, con này có điều khiển và con này có điều khiển nằm dưới đây này. Đây là hai dòng vang số của thương hiệu New Soul NS6750 và NS650 à, Nhiều khi đấy các bác thấy không Con này thì tên là 650 Con này thì là tên là 750 Thế nhưng mà con này thì lại đắt giá hơn con này à, Nhiều khi cái tên cũng không phải là cái vấn đề Vấn đề chính là chất lượng và giá tiền Nói chung em em khẳng định với anh em là anh em cứ mua cái giá, giá nào thì anh em hưởng hàng đó đi Anh em hình dung ra không ạ còn nhiều khi anh em đi mua hàng cứ bảo tôi muốn hàng từ Mỹ xin lỗi anh em không có đâu đừng có mơ Muốn chơi hàng từ Mỹ mà thực ra thằng Mỹ bây giờ nó không mạnh với âm thanh, âm thanh ở Trung Quốc Còn nếu mà bây giờ mà ví dụ chơi từ Pháp Nguyên bộ nhập từ Pháp về thì anh em cứ bỏ ra tầm khoảng vài ba trăm triệu Có những người người ta chơi bộ được 500 triệu, 700 triệu đấy. Thì hãng sử dụng đến thì hãng nghĩ đến hàng đấy Mà mua cũng phải mua chuẩn, mua cẩn thận, mua đúng chỗ không có thì lại ăn hàng Mỹ hôn khói Nhá. Đấy. Hiện tại bây giờ thì rất nhiều ông đang mua hàng Mỹ hôn khói rồi đấy Rất rất là rất nhiều luôn mà bán rất nhiều luôn địa điểm nào em biết bác nào thích đi mua hàng mỹ luôn khói thì alo cho em em chỉ cho tiếp theo thì mình sẽ đến đến cái con vang số à, đối với av thì em hiện tại em cũng có là ba dòng vang số của av nhưng mà ngày hôm nay thì em cũng đưa đến cái dòng vang số cao cấp nhất của av cho anh em chơi anh em nhé à, đối với em thì em luôn hướng anh em là thôi cố một chút đi mình sẽ có cái sản phẩm tốt mình dùng Đấy. mình sẽ ưng ý hơn rất nhiều anh em khi mua dàn karaoke em cũng tư vấn nhưng mà vì nói chung là cũng thông cảm cho các anh em là vì cái túi tiền mình nó hạn chế để mình không cố được nhưng mà em thường thường là khuyên là cố cố thêm một chút để mình có cái đồ tốt hơn mình dùng nó sẽ bền lâu và đặc biệt là nó sẽ ưng ý với cái túi tiền của mình. Còn tâm sự thật với anh em đâu đó bây giờ một dàn karaoke nhá mà chính hãng tầm khoảng 20 triệu là bèo nhất cái xã hội này rồi. Còn dàn karaoke không chính hãng xếp mấy cái đồ linh tinh vào tầm khoảng 14 15 triệu là bèo nhất xã hội này rồi. Còn rẻ hơn nữa đừng mua không có Mà có 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 xếp lên thì nó toàn là những cái thứ mà anh em khuyên thật anh em là không nên dùng Nếu dàn karaoke dưới 10 triệu Mua loa kéo đây Ok luôn Em có quả loa kéo này em xin lỗi anh em hàng của là A Hàng chính hãng của là A Em đập chết mấy cái dàn cái loại cái dàn karaoke mà 10 triệu với lại hơn 10 triệu không có cửa gì so với con này. Mà con này em đang bán cho anh em giá cực kỳ hay, cực kỳ tốt. Cực hay luôn nhá, di động luôn, thích bê đi chơi. Mang vào sân con này tháo rời được nhé Đấy không hay không phải nhận con này dưới tầm tiền mua la kéo dùng nó là hệ thống la cột cột và bây giờ thì quay lại với con mang số cao cấp của AV hiện tại thì em cũng đang có 3 mẫu AV nhưng mà mẫu này là mẫu cao cấp nhất thì em hướng đến cho anh em dùng bao giờ thì em cũng khuyên anh em mua cái sản phẩm tốt mà dùng đấy còn nói thật với anh em là sản phẩm cao tiền sản phẩm thấp tiền thì giá thì cái lợi nhuận của cái người bán nó cũng đều như nhau mà thôi anh em đừng nghĩ là càng sản phẩm cao ấy thì cái người bán lợi nhuận nó càng thấp vì cao quá làm sao bán được cao thì phải bán vừa phải vừa phải thì làm sao mà, mà 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 lợi nhuận cao sản phẩm giá thấp thì bán được cao anh em hiểu chưa thế là chính những sản phẩm em review đây cho anh em, em khuyên anh em những sản phẩm mua sản phẩm đắt tiền thì là những sản phẩm có lợi cho anh em anh em, em đừng nghĩ là bán bán những sản phẩm giá cao mà người bán được, được nhiều đâu không phải đâu Đấy. bởi vì sao ạ bởi vì là sản phẩm cao thì anh em dùng người sẽ tốt đây là một con văn số cao cấp nhất của Av bây giờ một dòng văn số cao cấp nhất chuyên dùng cho phòng hát sự kiện nha con này anh em lắp vào dàn karaoke mà không hay nữa thì nói thực sự là khả năng là thôi khỏi hát còn muốn cao cấp nữa thì mình có thể mà thực sự nó cũng chả có mấy con mà nó cũng vượt hẳn được con này đâu anh em nhé hiện tại đây đây con này con D990 của bên của AV và giá của nó đấy thì nó là trên 6 triệu anh em nhá, trên 6 triệu con này trên 6 triệu và chính xác hơn nó là 6 triệu 500 nghìn đồng 6 triệu 500 nghìn đồng cho con vang số của AV D990P Một chủng dòng văn số mà chỉ anh em làm chuyên nghiệp Chuyên sâu thì hay làm thôi chứ còn Những anh em làm đấy Con này thì cũng có thiết kế có cổng quang đây Anh em này đấy. Hai đường mic riêng biệt à. Chạy chip A21571 Mã seri sản phẩm Anh em cũng chỉ xem qua vậy thôi Nhưng mà cái chính là em nói là Con này mà lắp vào mà không hay nữa Thì tốt nhất là cũng chẳng biết dùng con nào nữa đâu Chả con nào trên thị trường hiện nay vừa vượt được nó đâu nhá kể cả con văn số 10 triệu anh em ơi cái con răng số 10 triệu là nó cũng có thể là nó hay ở cái điểm khác thôi chứ có để nói tổng quan nó bảo hay hơn thì cũng không hay hơn đâu đó. anh em lưu ý con này thì anh em nhìn thì nó là có sự một cái gì đó rất là chắc chắn phải không ạ đấy với cái tầm tiền nó vượt hơn thì nó phải nó phải hơn đó, anh em nhé cái gì đúng vậy thôi nó cái, cái cái chất lượng nó sẽ đi với cái giá tiền Đấy. Còn con uh, thực sự cái con này thì nó cũng đáng là rất là cao tiền đây Thế nhưng mà giá em đang bán rất là tốt mà có 4 triệu Thực ra thì bên hãng New Show người ta trợ giá rất là tốt anh em nhé Chứ còn thực chất con này giá của nó đâu đó cũng phải 5 triệu rưỡi 6 triệu Con này này Nó rất là chuyên nghiệp Nó còn chuyên nghiệp hơn con AV Nhưng mà giá nó đang rất là tốt hơn Đấy. Giá rất là tốt Nên anh em nào chơi thì uh, mà để mà đánh giá một cách <laughs> chung chung mà dùng cho gia đình mà hiệu quả nhất thì trong ba con này thì em sẽ khuyên anh em chơi con này em nhé chơi con S650 đấy, nó cũng rất là vừa tầm tiền tầm tiền vừa đây là do là hãng trợ giá và em bán ra tốt đấy. chuyên nghiệp hay và thứ hai có thể sử dụng con này còn anh em nào muốn chơi sang con AV này 6 triệu rưỡi con này 6 triệu rưỡi này, thông báo luôn 4 triệu này và con này là 3 triệu rưỡi Cho anh em sự lựa chọn vang số là số 1 trong dàn karaoke còn anh em nào mà uh, thích vang cơ thì có vang cơ có vang cơ em sẽ lại chiều băng cơ cho anh em nhá, ba mẫu băng số cao cấp hiện tại em đang ba mẫu của New Show và của Av thôi, còn rất nhiều các thể loại băng số đâu đó tầm khoảng bảy tám chín loại cơ, Đấy. nhưng mà những dòng em lựa chọn hôm nay em dành cho em quay trong ba dòng này, à, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé, sẽ sử dụng vào những cái dàn karaoke có thể thay thế, em sẽ cài từ xa cho các anh em này, em gửi đến anh em lắp này, anh em hát thử luôn nhé, nhận hàng em hỗ trợ qua zalo, mọi vấn đề. Còn anh em nào mà sợ cái nhược điểm của vang số là đắt tiền thì đi thuê vang cơ. Đấy. Rẻ tiền. 7, 800, 900, 1 triệu 1, 000, 1 triệu 2 đã có một con vang cơ để dùng rồi. Đúng không ạ? Quá rẻ. nhưng mà đến sau đến con vang số không tuần mấy triệu không? Rẻ nhất 3 triệu rưỡi rồi. Cái con này là đang bán rất rẻ còn không nó phải trên 5 triệu. Con này 6 triệu rưỡi. Nó, nó, đắt đỏ phải không ạ? Đúng rồi. Nó đắt đỏ. Nhưng mà đắt nó, nó sẽ có cái hiệu quả riêng của nó. Đó. đó là sự dựa, lựa chọn của tất cả anh em. Và đây chỉ là một cái video giới thiệu và chia sẻ với anh em thôi. Anh em nào có nhu cầu thì, thì liên hệ và mọi quyết định thì đều nằm ở anh em cả mà thôi. Còn trong dàn karaoke anh em có nhu cầu mà làm văn cơ thì ok em vẫn chiều anh em được nhá. Vâng xin chào tất cả anh em. Em nào có nhu cầu thì liên hệ với em từng sản phẩm một và rất nhiều những sản phẩm mang số để cho anh em có sự lựa chọn. Xin chào tất cả anh em.